Con mặt cướp, ta sẽ giết mày. Không phải quá. Anh chỉ là một thằng điếm trên sân thượng mà thôi. Ôi trời ơi, chạy gì kỳ vậy ông? Đợi một chút, bà sẽ về với các con. Anh về liền đây từng đi. Kính thưa quý vị khán giả, còn đây là trường hợp khác, câu chuyện cảm động về một gia đình trước đây từng là doanh nhân. Do nghịch cảnh, anh chị phải di cư từ miền Tây lên đây, nhưng khi hòa nhập vào cộng đồng hồn quê trong phố này, chẳng rõ hấp lực nào của Hoa đã khuyến dụ được cặp vợ chồng từng là doanh nhân này đã trở thành môn đệ trồng hoa của bà Chính. Cho con gửi tiền. Dạ, chào cô. Dạ, xin lỗi, chú tới tìm ai? Họ đã nỗ lực nghiên cứu để trồng huệ, và vùng đất đẹp này đã thu hút được họ, đã đem lại cho họ một cuộc sống an lành, vui sống trong hạnh phúc. Trời, phần nào quên đi cái tai họa khủng khiếp mà gia đình anh đã trải đúng qua. Đúng là họ rồi. Tưởng chừng như không thể nào vượt lên được. Dạ, được biết số tài sản mà gia đình anh mất trong vụ cướp đó là rất lớn, mà nếu so với thu nhập từ diện tích đất trồng huệ thì lại khá là khiêm tốn. Vậy thì có thể nói một cách giả định rằng phải mất cả trăm năm tích cóp thì gia đình anh mới có lại được số tài sản như đã mất. Vậy thì điều gì đã làm cho gia đình anh, mà nhất là anh, có được cuộc sống an nhiên như hiện tại, thưa anh? Cô đã làm một bài toán giả định quá chi li. Đúng là nghĩ như cô vừa nói đó, thì có lẽ tôi đã không chịu đựng được nỗi cú sốc đó. Nhưng có một thứ quý giá hơn nhiều, đó là tình yêu thương. Tôi thoát được cơn thập tử nhất sanh đó là nhờ đồng tiền tôi có, và cũng nhờ vào tình yêu thương của vợ con tôi và của mọi người đã dành cho tôi. Nhưng có một điều kỳ lạ là khi tôi thoát chết, tôi lại thấy tức cười. Xin anh nói rõ thêm. Sống ở trên đời, khi người ta giàu sang, người ta thường hay thích đi rao giảng đạo lý. Ngay cả bản thân tôi, hồi còn là ông chủ tiệm vàng, tôi cũng đã từng nói trước đám đông rằng tiền không phải là tất cả. Nói bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ hết. Cho đến một ngày, khi tôi mất gần hết tiền bạc và ngồi trên xe lăn, tôi mới nhận ra rằng chẳng qua ngày trước mình quá yên tâm vì đã có rất nhiều tiền nên mới nói như vậy. Sống được vậy là tốt quá rồi.
Dạ, cháu chào giám đốc. À, sao? Có chuyện gì gấp mà mới đầu giờ xin gặp giám đốc vậy? Cô ngồi đi. Dạ. Dạ thưa giám đốc, cháu định trình bày với giám đốc về khoản vay sắp tới hạn thanh toán với ngân hàng. Khoản vay nào? Dạ, là khoản vay đầu tư dành cho dự án thuộc phân khúc biệt thự cao cấp. Làm tham mưu chuyên môn có kiểu này thì có chết tôi không? Tưởng gì? Chứ cái khoản vay cho dự án thuộc phân khúc biệt thự cao cấp thì làm sao mà tôi không biết? Ý tôi hỏi á là khoản vay của giai đoạn nào, tương ứng với đợt huy động vốn nào? Dạ. Thôi, tóm tắt đại khái thôi, trình bày đi. Dạ, đây là bộ khế ước cho vay giai đoạn 2, cùng kỳ với đợt huy động vốn quý 3. Ừ, thì phải nói rõ ràng như vậy để tôi biết được mà xử lý. Tiếp đi. Dạ thưa giám đốc, hôm nay là ngày 20, tháng cuối cùng của quý 3. Hạn thanh toán với ngân hàng, mình chỉ còn hơn tuần nữa. Thì cô cứ chuẩn bị các thủ tục vay đáo hạn như mọi lần, xong rồi trình lên cho tôi ký. Dạ, nhưng mà... Có gì rắc rối hả? Nhưng thủ tục dưới quy định thế chấp. Dưới làm sao? Toàn bộ hồ sơ dự án này của mình đã nằm ở ngân hàng khác. Trước đây, để đáo hạn, mình dùng vốn huy động, gửi vào đáo hạn, rồi lấy ra ngay. Nhưng bây giờ... Bây giờ sao? Muốn bơi trơn phải không? Cô nói đi. Cái thằng đó ở phòng ban nào? Để tôi kêu sếp nó trị. Muốn bôi trơn là bôi cho mấy cái, chứ đâu có chuyện bôi cho phụ tùng. Mà cô yên tâm đi, việc này tôi đã lo từ xa rồi. Dạ không phải. Trở ngại kỳ này á là do số vốn mình huy động được chỉ đủ trả 20% số nợ ngân hàng. Bây giờ mình phải tìm 80% số vốn còn lại đắp vào thì mới vay ra được. Cứ chỉ đạo cho phòng phát triển thị trường tăng cường tối đa chương trình góp vốn mua căn hộ. Nếu cần, tôi ký lệnh giao chỉ tiêu. Đã ưu tiên lương thưởng rồi thì phải làm việc cật lực, chứ ở đó mà ngồi chơi xơi nước à. Từ đây đến ngày đáo hạn ngân hàng còn gần nửa tháng nữa chứ có ít đâu. Dạ, em cũng đang muốn báo cáo giám đốc về khâu này. Hiện nay việc huy động vốn gần như là rơi vào bế tắc. Làm cái gì mà bi quan vậy? Dự án của mình có đầy đủ thủ tục, đã được cấp trung ương phê duyệt hẳn hoi. Người góp vốn mua có thể yên tâm tới 99 năm. Nhưng tình hình chung việc góp vốn mua căn hộ đang rất là nhộn nhạo. Nhiều dự án bị bể, đến thời hạn mà không có căn hộ để giao. Có nhiều căn hộ phải bán chồng chéo tới 5-7 khách hàng. Tình hình chung bây giờ đang rất xấu, làm ảnh hưởng tới mình. Tháng này công ty chỉ huy động vốn được chưa bằng 1/10 của tháng trước. Khó khăn chung thì tôi hiểu rồi. Cho nên, bây giờ khả năng chờ tiền huy động vốn để đáo nợ ngân hàng là khó có hy vọng. Theo em, giám đốc nên báo cáo lên tập đoàn và đề nghị hỗ trợ. Nếu như mà không được, thì mình phải tính tới cách vay nóng. Tôi cũng đã xin ý kiến rồi, nhưng mà tập đoàn cũng đang gặp khó khăn. Tổng giám đốc cũng đã nhắc nhở tôi là nên thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng tài chính trong nước. Vậy bây giờ mình tính cách nào hả giám đốc? Cô cũng phải để từ từ, tôi mới tính ra kế chứ. Dạ, vậy cháu xin phép giám đốc. Thank you.
làm lãnh đạo đúng là mệt cái đầu thiệt. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em, nhằm để thực hiện mục tiêu xây dựng và nâng cao văn hóa công ty, đồng thời để quảng bá thương hiệu, tôi có đặt hàng nhạc sĩ Thư Hiên sáng tác một bài hát để ca ngợi công ty của chúng ta. Và nay, tác phẩm đã hoàn thành. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Thư Hiên. Cảm ơn nhạc sĩ. Kính thưa quý vị, nói thông qua thì nghe có vẻ lớn lao quá. Thật ra đây là một cuộc đóng góp ý kiến thì đúng hơn. Cho nên hôm nay tôi có mời về đây một hội đồng tư vấn nghệ thuật. Tôi xin trân trọng giới thiệu hội đồng gồm nhà văn Tâm Can, xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Quyết Tâm, và nhà báo Xuân Tiến, và cùng với sự hiện diện của một người nữa đến đây nghe với chúng ta bài hát này. Nói chung là nếu ai thấy chỗ nào chưa hay thì góp ý để nhạc sĩ chỉnh sửa cho bài hát được hay hơn. Vì đây sẽ là bài hát chính thức. Đâu biết đâu. Ê, cổ vô. Kính thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Thân Mộng Thúy. Ca sĩ Thân Mộng Thúy được mời đến đây hôm nay với tư cách là một giọng ca được chọn để thu âm cho bài hát ca ngợi công ty của chúng ta. Và bây giờ xin được mời hội đồng thẩm định nghệ thuật có ý kiến. Tôi xin có ý kiến trước. Dạ, xin mời nhà văn. Thưa các bạn, tôi thì không rành về nhạc, nhưng nếu nói về lời thì ca khúc này đầy tính nhân văn. Nhạc sĩ Thư Hiên đã làm tôi phải khâm phục khi chắt lọc ngôn từ để mỗi chữ trong bài hát là mỗi viên ngọc quý. Tôi đã từng nghe nhiều ca khúc viết về doanh nghiệp, nhưng chưa có ca khúc nào làm cho tôi phải xúc động lặng người, nổi gai ốc như ca khúc Hưng Đức Một Vì Sao này. Thưa tất cả các bạn, tôi cũng có cảm nhận như anh Tâm Can khi nghe bài hát này. Nhưng khác với anh Tâm Can, tôi là một nhà thơ có am hiểu về âm nhạc. Như các bạn đã biết, nhiều bài thơ của tôi đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có nhạc sĩ Thư Hiên đây. Những bài hát ấy hiện vẫn đang thịnh hành trong đời sống âm nhạc nước nhà. Bản thân sự nghiệp nghệ thuật của Thúy cũng bắt đầu từ những ca khúc phổ thơ của anh Quyết Tâm đây. Tôi xin cảm ơn ca sĩ Mộng Thúy. Vậy nên tôi xin được nói riêng về phần âm nhạc trong ca khúc này. Về giai điệu, nó vừa mang âm hưởng trầm hùng, vừa mượt mà trữ tình, lại phản phất làn điệu dân ca, nhưng lại được dẫn dắt bằng mô típ chủ đạo mang tính bác học của âm nhạc hiện đại phương Tây. Mà điều này chúng ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nào diễn tả chính xác bằng lời được. Ca khúc hay còn bởi cái hay của chủ đề làm nền tảng, và tôi tin là mọi người sẽ nhận ra được sự tuyệt vời đó
qua phần thể hiện của ca sĩ Thân Mộng Thúy. Thưa các bạn, qua phát biểu của nhà văn Tâm Can và nhà thơ Quyết Tâm, chúng ta đã thấy sự thành công về mặt nghệ thuật của ca khúc. Còn ở góc độ báo chí, tôi đánh giá rất cao về tính truyền thông và quảng bá của ca khúc. Bởi vì không có lý do gì sự thành công của nghệ thuật lại không gắn liền với ảnh hưởng của tính thông tin, thưởng thức qua ca khúc. Ta có thể hình dung được định hướng đi lên của công ty và sự tỏa sáng của nó trên thương trường. Hay quá. Vậy có thể nói rằng đây là sự phối hợp tuyệt vời của hai tính chất sáng tác rất khó song hành trong văn nghệ nói chung cũng như trong âm nhạc nói riêng. Đó là tính nghệ thuật và tính truyền thông quảng bá, góp phần định hướng văn hóa và định hướng thương mại, rất quan trọng trong sự phát triển của công ty. Như vậy, nói tóm lại, ca khúc Hưng Đức Một Vì Sao là một ca khúc đỉnh của đỉnh. Xin tất cả quý vị có mặt ở đây cho nhạc sĩ của chúng ta một tràng pháo tay đi ạ. À. Kính thưa quý vị, một lần nữa thay mặt công ty, tôi xin được nói lời chúc mừng và cảm ơn chân thành đến nhạc sĩ Thư Hiên. Có thể nói, bài hát Hưng Đức Một Vì Sao đã vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Thưa anh Tư, thưa các anh, các chị, là một người sáng tác nghệ thuật thì không có niềm vui nào lớn hơn khi nhìn thấy đứa con tinh thần do mình vắt óc moi tim mà sinh nó ra được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhất là khi những công chúng ấy lại là đối tượng
thể hiện của hình tượng trong tác phẩm nghệ thuật. Tôi xin được mượn lại hai câu thơ vui vừa ứng tác của nhà thơ Quyết Tâm. Để nói lên cái cảm xúc của mình. Nhạc hay thì thật là hay. Nhạc hay vì bởi anh Tư quá tài. Cảm ơn, cảm ơn. Mạnh, Liên. Ba. Ba. Hai đứa đi học về hả? Dạ. Ờ, hai đứa cầm cái này về đưa cho má coi nha. Cái gì trong túi vậy ba? Về nhà mở ra thì hai đứa sẽ biết. Ờ, trong đó có cái đĩa. Hai đứa con nhớ mở nghe nha. Dạ. Bây giờ ba có việc phải đi gấp. Rồi hôm nào rảnh á, ba ghé ba thăm nha. Sao gấp quá vậy ba? Có người ở nhà không nói ra mà mắt cứ nhìn ra cửa xem có ai về không. Thôi ba đi. Hai đứa học giỏi nghe. Dạ. Dạ. Làm vợ của tao không cửa không nhà. Cướp, tao sẽ giết mày. Không phải quá. Thưa anh, như anh đã nói, chính tình yêu thương đã cho anh hiểu giá trị của cuộc sống. Vậy tỷ dụ tên cướp kia cũng hiểu như anh và hắn ta đem trả số tài sản đó thì anh sẽ làm gì? Anh có từ bỏ cuộc sống hiện tại để trở lại với sự giàu sang hay không? Tất nhiên rồi. Đó là tài sản của tôi. Tại sao tôi lại không nhận chứ? Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ sau cuộc cãi đó sẽ chỉ là điều kiện cần để giúp tôi sống tốt hơn. Chứ nó không còn tạo cơ hội cho tôi tham vọng giàu hơn. Vậy mà cũng không nghĩ ra.
À, anh Xuân Tiến hả? Dạ, em nghe Tư ơi, chở chí Hữu sao mà gọi sớm vậy? Sao lâu quá không ghé nhà tôi chơi? Có chuyện nhờ giả đây. Mấy khi mà được anh Tư nhờ giả, có chuyện gì không anh Tư? Hôm rồi tôi có xem truyền hình, thấy có nói về mấy người trồng hoa huệ. Đừng nói, anh Tư tính chuyển sang nghề trồng bông ngang. Không, nó có chiếu hình người quen ở quê. Lâu quá thất lạc, cho nên tôi muốn tìm địa chỉ của họ. Nhưng mà anh Tư có biết là phát kênh nào không? Tôi cũng không có để ý. Vậy mới nhờ anh có làm bên báo chí, có quen biết nhiều, tìm giúp giùm tôi. Nói vậy là anh tính tìm mấy cái người trồng bông mà được phát trên TV đó phải không? Chà, trời ơi, nói cái kiểu này giống như mò kim đáy biển quá anh Tư ơi. Hay là thôi vậy? Không. Nói chứ có mấy tôi cũng phải ráng tìm. Anh Tư yên tâm, tôi hỏi mấy người bạn làm ở đài truyền hình á, 30 giây là có. Cảm ơn anh. Alo, giám đốc nghe. Hả? Họ tới bao nhiêu người? Sao? Họ đòi rút vốn hả? Cô nói giám đốc đi họp chưa vậy? Leo lên lưng cọp rồi. Alo. Đổ nợ tới nơi rồi, báo chí có nổi gì? Alo. Dạ, chào anh Tư. Dạ, chào anh Tư. Anh Tư khỏe ha? Khỏe. Dạ. Quá anh rồi. Thiệt đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi. Có tình là chuyện gì cũng xong hết. Dạ, mời anh uống nước. Dạ, cảm ơn. Dạ, đây anh Tư. Mà họ bà con với anh sao vậy anh Tư? Anh hỏi ai? Thì mấy người trong đĩa anh nhờ tìm đó, còn ai nữa? Thì bà con hơi xa xa. Chỗ anh em thân tình nói thiệt, bên tôi đang triển khai báo xuân mà thiếu chỉ tiêu.
ban biên tập mời anh Tư ủng hộ một trang quảng cáo. Là sao? Lên báo nữa hả? Không, không phải báo thông thường, mà là đăng báo số mừng xuân. Sẽ có nguyên một trang đăng hình trụ sở của công ty mình. À, nếu anh Tư thích á, em sẵn sàng để một góc riêng đăng hình anh Tư với lời chúc Tết. Dạ. Đăng hình nữa hả? Dạ. Chắc thôi. Các công ty khác á, người ta đã đăng nguyên trang. Anh Phát Tân cũng mới đăng ký một trang đó. Công ty Hưng Đức hoành tráng như vậy mà không lên số báo Tết á, khó coi lắm đó anh Tư. Doanh nghiệp muốn phát triển phải liên kết với báo chí, còn không á là họ đánh tơi bời. Anh Tư ký đi. Bao nhiêu đây á, có nhầm nhò gì so với doanh nghiệp tầm cỡ như anh Tư. Mai mốt công ty mà có gặp khó khăn gì, tụi này ủng hộ hết mình. Ký nghe anh Tư ha. Cảm ơn anh Tư nhiều. Hey, đã nói mà, có tình á thì chuyện gì cũng xong hết đó. Thôi để khỏi làm mất thì giờ của anh Tư cứ làm việc. Dạ, xin chào. Cảm ơn anh Tư. Dạ. Nè, em chỉ còn giải giày là ra cái vỏ liền à. Dễ ợt vậy mà không biết. Ôi, công nhận anh hai giỏi thiệt á. Ừ, chứ sao, anh là con Tư nhỏ mà. Anh. Hả? Hay là mình mở nhạc nghe nha. Tao không có biết nha, tùy mẹ á. Hồi má la ráng chịu nha. Ừ. Là một vì sao vậy? Ban ngày Hưng Đức ở đâu? Bởi vậy không biết nghệ thuật gì hết á. Chứ sao, anh nói nghe thử coi. Ý á là công ty của ba đang dương cao, đang ở trên cao, đang tỏa sáng. Công ty của ba bán được nhà mà vì sao là ba đó, biết chưa? Vậy sao không hát Hưng Đức là một mặt trời? Mặt trời là sáng nhất, chẳng sao sáng được cũng do những ánh sáng từ mặt trời. Cái này em có học rồi. Tao không có biết nữa. Sao mày không đi hỏi ba mà hỏi tao hoài vậy? Thôi, nghe tiếp đi. Ừ. Tình anh bao la. Tình anh bao la.
hưng đức sạc dào bài ca vang xa. Hai đứa đó học hành không lo, ở đó hát hò tào lao. Sao xiết gì? Để tao chóng mắt coi khi nào thì sao rụng. Học hành xong á, phụ má rửa khoai. Vì sao? Nhảm nhí. Giống như một giấc mơ. Dạ, quý khách thông cảm, giám đốc. Nè, nói với ông giám đốc của cô á là đừng có tìm cách quản binh nữa. Mà thông cảm là thông cảm làm sao? Đồng tiền á đi liền với khúc ruột. Tính cả gốc lẫn lãi của tôi là 3.4 tỷ rồi. Mà cứ hẹn tới hẹn lui hoài. 2 tháng nay không có trả đồng nào là sao? Dạ, các dự án đang được triển khai. Có tiền á là ưu tiên trả cho chị liền. Tôi không muốn nghe điệp khúc đó nữa. Yêu cầu gặp giám đốc để tụi tôi nói chuyện. Dạ, giám đốc đi họp chưa có về. Họp hành gì? Trốn nợ cho họp hành gì? Giờ làm sao? Một là trả nợ, còn 2 là... Dạ, quý khách thông cảm, công ty đang hết sức khó khăn. Thông cảm cho cô, rồi ai thông cảm cho tụi tôi? Đây là giải pháp thực tế mà tôi phải quyết định trong tình hình này. Đâu? Chưa về tính toán lại, liệu coi bên chú có thể cầm cự được bao lâu? Tưởng anh tính toán gì hơn. Chứ nói thiệt, nghe giải pháp tình thế anh đưa ra, tôi buồn đứt ruột. Sao cắt cớ gì A Chải? Sao bây giờ lại bên chú, bên tôi? Lúc thịnh thời khi giao vốn, anh nói toàn bộ tài chính của công ty con trực thuộc phải được đặt dưới sự điều hành quản lý của tập đoàn. Bây giờ anh lại ra quyết định tách công ty con rời khỏi công ty mẹ đột ngột, trong khi thị trường bất động sản đang đông cứng như vậy. Kiểu này làm sao tôi cầm cự qua nổi một đêm? Chứ nói gì tới được bao lâu như anh vừa nói chứ. Từ nhỏ nè, thương trường khốc liệt, không có chỗ dành cho những người ngồi khóc lóc như chú mày đâu. Tao nói như vậy là tử tế lắm rồi. Hãy về mà nghĩ cách giữ cho những cái ghế giám đốc của mình đi. Anh... À Chải à, tôi thật không ngờ. Nên tôi đã giao hết tài sản của mình có được cho anh kinh doanh.
Bây giờ anh đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Anh chỉ là một thằng điếm trên sân thương mà thôi. Chào anh. Khoan đã. Đã nói thì phải nói cho hết đi. Phát Tân này chỉ là một thằng điếm trên thương trường mà thôi. Hay, một phát hiện hay, nhưng quá muộn rồi phải không Tư nhỏ? Nhưng đâu, mày thử chỉ cho tao coi, trong môi trường kinh doanh hỗn độn như hiện tại thì thật sự có bao nhiêu những doanh nhân chân chính trụ lại được lâu dài trên thương trường bằng chính tài trí và đạo đức kinh doanh của họ? Hay là cuối cùng rồi cũng phải tuân thủ theo những quy luật ngầm bất thành văn để mà tồn tại? Nhưng thôi, có nói thêm như nữa thì cái đầu ngờ nghệch như mày cũng không thể dở thêm được cái điều gì hay ho. Thôi, vĩnh biệt. À, nhân tiện cũng nói thêm cho chú mày biết, chỉ có những thằng sở hữu đồng tiền bất chính mới dám quăng dễ dãi những đồng tiền đó vào môi trường kinh doanh bất chính mà thôi, như mày chẳng hạn. Tôi chỉ dại dột khi tin vào tài kinh doanh của anh, để rồi nhận lấy thất bại như bây giờ. Chứ đầu tư vào môi trường kinh doanh bất động sản thì có gì gọi là bất chính? Mày ngây thơ thật hay là đạo đức giả gì Tư nhỏ? Vì mày cũng thừa biết rằng một dự án bất động sản đem lại lợi nhuận hàng tỷ tỷ đồng cho những nhà đầu tư như mày, như tao, thì đồng thời một cánh đồng lúa cũng bị biến mất cùng với những người nông dân đã từng cày cấy trên đó, mà chỉ cần một cái vung tay. Anh nói một cái vung tay là sao? Một cái vung tay đầy quyền lực có được từ đồng tiền. Còn nói đến tiền của mày thì nè, ngay từ đầu tao đã không cần biết mày moi tiền từ đâu ra. Nhưng mà cái cách mày sử dụng nó, cũng như bao nhiêu thằng khác sử dụng đồng tiền không do chính bàn tay của nó làm ra, thì con đường qua cũng tới gần lắm. Kinh nghiệm lăn lóc của cuộc đời đã dạy tao như vậy. Và ông bà cũng đã nói, chim sa cá lụy rồi mà. Mày có nhận hậu quả như thế nào thì cũng đúng thôi. Tao nói hết rồi, bây giờ thì mày có thể đi về.
Tất nhiên rồi, số vàng đó là của tôi mà, tại sao tôi không nhận chứ? Nhưng bây giờ tôi nghĩ số của cải đó sẽ chỉ là điều kiện cần để giúp tôi sống tốt hơn, chứ nó không còn tạo cơ hội cho tôi có tham vọng giàu hơn. Nghe nói sắp tới vườn nhà mình trồng lan nữa hả ba? Thì má con phân công gì ba con mình làm nấy, sao dám cãi. Ba hả? Con nói ba nghe này nha. Mẹ nói á, sắp tới bán lúa quệ này mẹ sẽ mua cho ba một cái máy vi tính để ba nghiên cứu cách trồng lan á. Công nhận mẹ cưng ba số 1 luôn á. Hay cho con cửa gì đó. Con nói là mẹ sẽ mua cho ba cái máy vi tính để ba nghiên cứu cách trồng lan. Má nói đúng chứ bộ, không phải sao? Anh uống trà đá nha. Đưa đây anh cầm cho. Công nhận mẹ cưng ba thiệt á. Con nhỏ này. Con cầm chắc. Còn nó nói đúng chứ bộ. Mẹ cứ thả đi. Tôi xin lỗi, số vàng đó là do... Nè, làm gì mà thập thò đây hả? Tôi học nghề trong quá. Học nghề trong quá thì vô nhà hỏi đàng hoàng, làm gì giống quân ăn cắp vậy? Tôi không phải là quân ăn cắp. Có chuyện gì vậy chú ba? Có người dòm nè. Dòm? Mà dòm cái gì? Đang chút nói. Ê, có thấy chưa? Có thật rụt rịch mà, chạy mất tiêu rồi. Đúng là chỉ có quân ăn cướp mới bỏ chạy như vậy thôi. Mời anh ba vô nhà uống nước. Mời anh ba vô nhà chơi. Cảm ơn anh chị. Tôi phải đi có chút chuyện. Tình cờ thấy nó lấp ló, sợ quân gian nên ghé vô. Thôi không khác nghe anh chị. Dạ. Bao lâu quá vậy anh hai? Mà cũng không gọi điện thoại nữa. Ủa, sao hai đứa còn chưa đi?
Cũng trưa trời trưa trật rồi. Hai đứa xuống ăn cơm đi. Ba có bận qua trễ á, thì cha con đi chơi với nhau thôi. Không biết ba có chuyện gì không nữa. Chứ ba đã hứa với tụi con là không có chợt đâu. Nhất là bữa nay nè. Phải rồi, nhất là bữa nay. Má cũng chồng chứ đâu phải tụi con không đâu. Ừ, nhịn đói được á thì cứ nhịn mà chờ ổng. Dạ. Hôm bữa em nghe rõ ràng mà. Về chắc cho rồi. Anh hả? Hay là tụi mình đi xem phim hoạt hình đi. Ờ, à, hay đó, coi cho đỡ ghiền. Đi. Bye.
giận ba đâu. Má thương ba lắm. Tụi con cũng nhớ ba nữa. Má. Má, cho ba nằm lành nha má. Đi má. Từ Điền à, anh cảm ơn em, vợ anh. Bà cảm ơn hai con. Anh Tư, nếu anh không còn muốn đi nữa thì anh về, về nhà với mẹ con em. Anh đã sai rồi Tư Điền à. Anh đâu còn mặt mũi nào để nhìn em, chứ nói chi là bước chân vô cái nhà này. Càng không nữa, khi bây giờ anh nghĩ mình là kẻ trắng tay. Thị trường bất động sản tiêu tan, đẩy anh rơi xuống đáy vực. Nợ nần dãy búa, căn nhà cuối cùng rồi anh cũng sẽ bán để khỏi dây vào dòng tù tội. Anh về với em, với con để trở thành cái nặng sao? Anh Tư à, cuộc sống mà anh lao theo vừa rồi mà thực sự là gánh nặng cho mẹ con em. Bỏ hết đi anh, coi như hết một giấc chiêm bao hung dữ. Cảm ơn em. Anh thật đã tới bước đường cùng rồi, cho nên mới mượn em để thế chấp vay. Anh hứa, khi thị trường bất động sản phất lại,
anh sẽ đền bù cho em một biệt thự lớn hơn. Nói trắng ra đi anh Tư, hay là anh tiếc gì đã mua cho tôi căn biệt thự đó nên nay muốn đòi lại hả? Sao em lại nói vậy? Anh chỉ... Thúy ơi, xong rồi chưa? Sao để Sáu chờ lâu vậy em? Anh Sáu đợi chút xíu nha, em quay lại liền. Nhanh nghe em. Anh Tư, nói cho cùng thì tôi đã mua căn biệt thự đó từ doanh gia Lê Trần Tư. Chỉ có điều là không phải bằng tiền thôi. Anh cứ cười khinh tôi đi, nhưng vậy tôi vẫn còn tốt chán so với những kẻ khác mua bằng quyền, bằng thế, bằng mối quan hệ. Mà anh đâu dám hé môi xin mừng lại giấy tờ đỏ để thế chấp như tôi, đúng không? Thôi, tôi đi đây. Chào anh. Mà cái nguồn cảm hứng để cho tôi sáng tác bài thơ này chính là cái tài, cái đức của anh Sáu. Đúng rồi, một doanh nhân thành đạt với sự nghiệp tỏa sáng như một vì sao. Hay quá, hay quá. Hi, happy party. Xin giới thiệu với em, đây là anh Sáu, và còn đây là người đẹp thân Mộng Thúy. Chào. Là ca sĩ rất là nổi tiếng, và hôm nay hân hạnh được đón tiếp anh Sáu. Dạ, dạ. Kéo ghế, kéo ghế, kéo ghế. Ngồi đi em. Rồi, em ngồi đi. Nhà bây giờ mời Sáu đi nha. Để chúc mừng ngày hôm nay, anh em chúng ta gặp mặt. Vô. Mạnh liền đó hả con? Ba đây. Ba xin lỗi. Sáng nay ba có hơi mệt, ba dậy trễ nên đã sai hẹn với tụi con. Thế nào ba cũng về nhà mà. Cha mày về với má tụi con nữa. Ngoan lắm. Vali ba đã xong hết rồi. Chắc ba nghỉ ngơi một chút. Rồi vậy nha con.
tàu nữ chúa, tâm sự kẻ khốn phò, đang nôn nóng đợi chờ muốn biết rõ đầu đuôi về quyết định hôn. Sau đây, xin mời quý vị khán giả xem tiếp bản tin tài chính thị trường. Tiếp theo, sự đổ dở của thị trường chứng khoán. Đến lượt bong bóng bất động sản bị xì hơi. Nếu diễn tả cho đúng thực trạng, thì phải nói là nó bị nổ tung. Những cơn sốt giả tạo dày cầu đã đẩy giá bất động sản lên đỉnh cao chót vót trước đây, đã khiến cho nhiều ông lớn của các ngành kinh doanh khác, từ ngân hàng, than khoáng sản, dầu khí, đóng tàu, điện lực, bưu điện, đều đổ xô đầu tư vào thị trường này. Không chỉ có vậy, nếu như cách đây không lâu, có những bà nội trợ vét hết tiền tiết kiệm cả đời để đầu cơ chứng khoán, thì nay cũng có không ít người cầm cố đất đai, dày gom tiền bạc của người thân để đầu tư vào nhà đất. Và hậu quả là, chỉ trong một thời gian ngắn, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mọc lên như nấm sau mưa, thì nay, chỉ trong dòng quý 2, đã có hơn 12.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải thể và ngưng hoạt động. Có hơn 18.000 căn hộ cao cấp rơi vào tình trạng nhà tồn kho. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp do đầu tư dàn trải và rất nhiều dự án không khả thi. Do vậy, khi bán hàng gặp rất nhiều khó khăn và hàng ngàn tỷ đồng đang bị chôn vùi vào đống hàng tồn kho, không biết đến bao giờ có thể bán được. Thống kê báo cáo tài chính của 60 ông lớn hàng đầu trong ngành bất động sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán cho thấy, tổng số hàng tồn kho đang tương đương với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nhiều doanh nghiệp hàng tồn kho đang chiếm một tỷ trọng rất cao trong tổng tài sản. Với hiện trạng này, nhiều doanh nghiệp sẽ còn phải vật lộn với đống hàng tồn kho cùng với gánh nặng nợ dai đang dày bủa, rất khó nhìn thấy lối thoát. Doanh nghiệp bất động sản có hàng tồn kho lớn nhất là tập đoàn Navi với 28.299 tỷ đồng. Trong đó, 99% là bất động sản đang xây dựng để bán. Còn số hàng tồn kho này lớn hơn khá nhiều so với vốn chủ sở hữu. Rất nhiều dự án bất động sản của Navi nằm ở phân khúc siêu sang với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi dự án. Ngoài doanh nghiệp kể trên, thì những đại gia trong thị trường bất động sản như SSG, SRC, CBI, CGQ, dân dân cũng đang thực hiện những dự án rất lớn. Phần lớn nguồn vốn để thực hiện các dự án của doanh nghiệp này đều là nợ dai. Trong khi đó, dự án đầu tư kéo dài dẫn đến giá thành của bất động sản ngày càng tăng do lãi suất đang được tính vào giá thành. Và đến đây, thì gương mặt thật của quy luật kinh tế thị trường xuất hiện. Nó cho thấy, phía cung của thị trường nhà đất đã đi quá xa với cầu, đi xa đến mức không tưởng. Hậu quả là thị trường này đang đứng đầu danh mục nợ xấu ở các ngân hàng. Chắc kiểu này công ty Hưng Đức tiêu quá à. Em nói rồi mà, cái bài hát đó xui lắm. Hưng Đức một vì sao mà hễ mặt trời mọc là sao tắt liền à, thấy chưa? Hai đứa con gọi điện cho ba đi. Chắc ba đương buồn lắm đó. Dạ. Kỳ ghê, gọi điện thoại mà không thèm bắt máy nữa. Anh nghĩ chắc ba đang trên đường tới. Chuông reo ba đâu có nghe được đâu.
Để má gọi cho. Chắc là ba bận thình lình. Má, ba về lần này, má nói ba đừng có đi nữa nha má. Con cũng muốn ba ở nhà với tụi con nữa. Ừ, ba đã hứa rồi. Lần này ba về, ở chung với má con mình luôn. Ba hứa vậy hả má? Ừ. Thích quá đi. Tư, các con đang trông anh về. Em cũng vậy. Em đang trông anh về với em đây. Ngay từ đầu, tao đã không cần biết mày moi tiền từ đâu ra. Nhưng mà cái cách mày sử dụng nó, cũng như bao nhiêu thằng khác sử dụng đồng tiền không do chính bàn tay của nó làm ra, thì con đường qua cũng tới gần lắm. Đợi một chút, bà sẽ về với các con. Anh về liền đây, đừng đi.